Sáng ngày 22 tháng 8 năm 2024, tại thủ đô Hà Nội, Bộ Ngoại giao chủ trì phối hợp với các ban bộ ngành ở Trung ương và địa phương tổ chức phiên khai mạc Hội nghị Người Việt Nam ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ tư và Diễn đàn Tri thức và Chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài năm 2024. Đại diện các bộ, ban ngành trung ương, tổ chức chính trị, xã hội, địa phương và hơn 400 đại biểu kiều bào từ hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự chương trình. Hội nghị năm nay lựa chọn chủ đề Người Việt Nam ở nước ngoài chung tay hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước với nhiều điểm mới và kỳ vọng. Lần đầu tiên trong khuôn khổ hội nghị, Bộ Ngoại giao chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức Diễn đàn Trí thức và Chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài. Hội nghị Người Việt Nam ở nước ngoài toàn thế giới đã tạo diễn đàn trao đổi chuyên sâu giữa kiều bào với trong nước về những vấn đề mang tính chiến lược trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và các nội dung liên quan tới cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, thực sự trở thành hội nghị riêng hồng của người Việt Nam ở nước ngoài. Những ý kiến quý báu, nhiều kiến nghị về chính sách của kiều bào đã được các cơ quan chức năng trong nước tiếp nhận, nghiên cứu và chuyển hóa thành các chính sách, quy định pháp luật. Bên lề hội nghị đã diễn ra buổi trưng bày về công tác người Việt Nam ở nước ngoài và kiều bào với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cùng với đó là các gian hàng trưng bày giới thiệu sản phẩm. Đài truyền hình kỹ thuật số VTC đã giới thiệu trường quay ảo hiện đại. Đây là mô hình trường quay ảo với sự tối giản về thiết bị và nhân sự vận hành bằng cách sử dụng nhiều điện thoại thông minh kết nối không dây, cùng lúc ghi được hai khuôn hình, hoàn toàn tự động về chuyển cảnh. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cùng đông đảo kiều bào đã được trải nghiệm là nhân vật chính trong không gian trường quay ảo. Các vị khách mời khi được trải nghiệm đều rất ấn tượng và đánh giá cao công nghệ trường quay ảo hiện đại được ứng dụng tại Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Mới đây, tại trụ sở của Hiệp hội Xuất bản Hàn Quốc KPA ở trung tâm thủ đô Seoul của Hàn Quốc đã diễn ra cuộc giao lưu trò chuyện về cuốn sách về cố Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng của tác giả Cho Chung-hyun. Sự kiện là dịp tưởng nhớ tới cố Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, đồng thời là cơ hội để tác giả giới thiệu trò chuyện và trao đổi sâu hơn với độc giả Hàn Quốc về tác phẩm này. Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch tập đoàn AJU News Park Jung-gil nhận định cuốn tiểu sử về cố Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng do tác giả Cho Chung-hyun biên soạn khiến người đọc cảm nhận rõ rệt cố Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng là một anh hùng dân tộc thực sự, một nhà lãnh đạo chính trực, khiêm tốn và được nhân dân Việt Nam yêu mến. Với mối quan hệ Hàn Quốc-Việt Nam ngày càng khăng khít, số lượng sinh viên quốc tế qua lại giữa hai quốc gia cũng không ngừng tăng lên. Cuốn sách này thực sự là một ấn phẩm vô cùng đáng đọc, là một nguồn tài liệu tham khảo đáng quý. Kết thúc sự kiện, tác giả Cho Chung-hyun gửi lời cảm ơn tới tất cả độc giả Hàn Quốc-Việt Nam đã quan tâm tới cuốn sách. Ông chia sẻ thêm sẽ thực hiện các nội dung bổ sung cho cuốn sách. Ngày 21 tháng 8 tại Hà Nội đã diễn ra lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Quỹ Hoạt động Chữ Thập Đỏ, Ban Đối ngoại Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV5, Nhà hát Tuổi Trẻ và Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam tại châu Âu. Chương trình Chắp cánh ước mơ bao gồm chuỗi các hoạt động, biểu diễn và giao lưu văn nghệ với các nghệ sĩ, trao tặng các khoản hỗ trợ cho trường, lớp, học bổng, quà tặng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Chương trình vận động kêu gọi đóng góp thường xuyên, tập trung vào 3 tháng trước thời gian tổ chức chương trình chính thức hàng năm. Các bên sẽ cùng tham gia vận động nguồn lực cho chương trình, thông qua truyền thông kêu gọi các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống và làm việc trong nước và nước ngoài cùng hỗ trợ, tài trợ cho chương trình. Căn cứ vào nguồn lực thực tế mỗi năm, các bên sẽ cùng nhau thống nhất về các điểm trường và danh sách các học sinh được nhận khoản hỗ trợ, tài trợ. Thưa quý vị, kể từ khi Trung Quốc và Việt Nam thiết lập đối tác chiến lược hợp tác toàn diện 16 năm trước, trao đổi về nhân lực và văn hóa giữa hai nước tiếp tục được phát triển rất mạnh mẽ, đặc biệt là lĩnh vực giáo dục. Trong đó có sự đóng góp không nhỏ của những giáo viên, du học sinh Việt Nam tại Trung Quốc. Trong những năm gần đây, mối liên kết chặt chẽ và sự hiểu biết sâu sắc hơn giữa hai dân tộc đã phát triển nhanh chóng, một phần nhờ vào những nỗ lực của các trường đại học và cao đẳng, nơi có đường biên giới dài giáp với Việt Nam. Những năm qua, tại nhiều trường cao đẳng đại học tại Trung Quốc, chuyên ngành ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam ngày càng nhận được nhiều sự quan tâm của sinh viên.
Bà Hà Thị Cầm Yến là giảng viên người Việt tại Đại học Hồng Hà ở tỉnh Vân Nam, đã sinh sống ở đây hơn 10 năm, là người chứng kiến sự thay đổi này với nhiều niềm vui và hạnh phúc. Khi thấy việc thúc đẩy tiếng Việt tại Trung Quốc, đặc biệt là Vân Nam, và biết rằng nhiều sinh viên Trung Quốc sẵn sàng học, tôi cảm thấy rằng mặc dù công việc của tôi có vẻ đơn giản, nhưng nó thực sự có ý nghĩa. Điều này cho thấy mối quan hệ giữa Trung Quốc và Việt Nam đang ngày càng cải thiện. Trong những năm gần đây, ngày càng có nhiều sinh viên ở Trung Quốc chuyên ngành tiếng Việt chọn làm việc ở nước ngoài sau khi tốt nghiệp. Hai cử nhân này vừa tìm được việc tại một công ty ở phía đông tỉnh Chiết Giang. Sau khi hoàn thành đào tạo, họ sẽ chuyển sang một chi nhánh ở Việt Nam. Tôi tự hào rằng vị trí mới sẽ cho phép tôi ứng dụng những gì đã được học trong 4 năm qua ở đại học. Mức lương cao hơn nhiều so với những gì tôi có thể kiếm được trong nước. Đi đến Việt Nam sẽ là một cơ hội tuyệt vời để tôi được hòa nhập vào ngôn ngữ và văn hóa địa phương. Đằng sau xu hướng này là số lượng ngày càng tăng của các công ty Trung Quốc đi ra nước ngoài tìm kiếm cơ hội dưới sự trợ giúp của sáng kiến, vành đai và con đường, cùng với nỗ lực ngoại giao của Trung Quốc nhằm thúc đẩy lợi ích chung và hợp tác giữa các đối tác khu vực. Trong khi đó, ngày càng có nhiều thanh niên Việt Nam chọn học tập tại Trung Quốc. Số liệu chính thức cho thấy có hơn 23.000 sinh viên đã theo học tại các trường đại học Trung Quốc trong năm 2022-2023. Tôi rất vui khi nhiều người sẽ được trải nghiệm cuộc sống ở Trung Quốc như tôi đã từng. Thông qua việc học tập và làm việc ở đây, tôi tin rằng họ sẽ có hiểu biết sâu sắc hơn về Trung Quốc, vượt ra ngoài những gì họ thấy trong các bản tin. Vào năm 2022, Trung Quốc công bố sẽ cung cấp ít nhất 1.000 suất học bổng chính phủ cho sinh viên Việt Nam trong 5 năm tới. Với sự hỗ trợ chính sách tăng cường, trao đổi giáo dục giữa hai nước tiếp tục được kỳ vọng sẽ phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong tương lai. Mặc dù tình hình xung đột ở khu vực biên giới giữa Liên bang Nga với Ukraine vẫn diễn biến phức tạp, nhưng khoảng 100 lao động Việt Nam tại xưởng may Hà Nội, nơi nhóm Việt đông nhất đang làm việc gần khu vực xung đột ở thành Kursk, vẫn tích cực lao động để đảm bảo cung cấp đúng hạn hợp đồng. Nằm gần thành phố Zenezlogorsk, cách trung tâm tỉnh lỵ Kursk khoảng 120 km, và cách khu vực xung đột ở tỉnh Kursk khoảng 140 km, con đường dẫn tới xưởng may Hà Nội, nơi có đông người Việt Nam đang làm việc và sinh sống ở tỉnh Kursk nhất, cũng thanh bình như bao vùng quê khác của nước Nga và hầu như không có gì cho thấy xung đột đang diễn ra ở gần đó. Trong xưởng may, ba dây chuyền sản xuất vẫn đang hoạt động hối hả như mọi ngày. Công việc thì vẫn tiến ra bình thường thôi, không có gì phải ấy đâu. Trước như nào thì bây giờ vẫn thế, không có gì thay đổi cả. Nói chung anh em ở đây thì làm, nói chung là vẫn nhiệt tình, hăng say, vẫn nhiệt tình thôi, không có gì phải suy nghĩ. Kể cả từ khi xảy ra cái chiến sự đó thì mọi người vẫn yên tâm công tác bình thường, không có gì là gọi là suy nghĩ hay là sợ thêm một cái điều gì cả. Thậm chí thì lương, nếu mà nó lương thì như tháng này thì mọi người vẫn còn phấn khởi, tăng cao hơn nữa chứ. Xung đột thì cũng có hơi sợ thôi, nhưng mà thấy cũng bình thường. Công việc thì hàng quá vẫn lên, mình ổn định, hàng vẫn may đều. Thì tin tức thì nó vẫn báo trên đài mạng đồ đó, thì người nhà cũng có điện và cũng nói với người nhà là cứ yên tâm, tại vì bên đây nó cũng không có ảnh hưởng gì đến mấy, ở đây vẫn sinh hoạt bình thường chứ không có phải mà lo lắng gì nhiều. Rồi em suy nghĩ thì đó, nếu mà nó có diễn ra thì bên chính phủ người ta sẽ lo cái phần đó, còn mình thì chỉ tập trung vô công việc. Thì khi mà lúc mà cuộc chiến mới bắt đầu thì lúc đấy chỉ khoảng 50 nhân công. Và hiện tại công ty vẫn phát triển đều đặn và hiện tại đã đạt tới con số 100. Đời sống sinh hoạt với lại công việc của họ là ngày một tốt hơn. Vẫn y như là chưa có gì xảy ra. Và ngay cả tâm lý của họ thì cũng họ vẫn xem tin tức. Người thân thì họ cũng có hỏi thăm thường xuyên nhiều hơn đối với các bạn đang làm ở đây. Nhưng mà bù lại thì tất cả những tin tức đó thì đều theo hướng tích cực. Các bạn cũng chuyên tâm là không có gì ảnh hưởng xấu cho công ty cả. Hiện tại, Ban Công tác Cộng đồng của Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga hàng ngày thường xuyên liên lạc với đại diện của cộng đồng người Việt Nam ở tỉnh Kursk để cập nhật tình hình bà con. Những thông tin vừa rồi cũng đã thay cho lời chào kết của bản tin Người Việt Nam Châu ngày hôm nay của chúng tôi. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.